Hải Ngựa Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Đấy thì chiều ngày hôm nay này em Hồng lại quay một em siêu phẩm nha các bác. Lại một em siêu phẩm nữa lên sóng này cho toàn thể các bác cùng chiêm ngưỡng này. Đấy, đây là một em hương rất là rộng, cực kỳ là rộng luôn các bác ạ. Đấy, thì em có quay đây là mặt trên nhá, mặt trên là mặt nhỏ trước. Em quay mặt nhỏ trước, đấy, mặt nhỏ cho toàn thể các bác xem này. Thì thông số và kích thước của cái em hương siêu VIP này là như thế nào thì sau đây em sẽ nhờ một anh đo kích thước cụ thể cho các bác cùng xem này. Chiều rộng này, hai mét ba mươi. Chiều rộng đầu ngọn là 2m30. Tiếp theo đấy là chiều rộng đầu gốc. Đoạn giữa đi, đoạn giữa đi, đi đoạn giữa trước đi. 2m37 là đoạn giữa các bác ạ. Tiếp theo đấy là đoạn gốc này. 2m50. Đoạn gốc là 2m50 các bác ạ. Đấy. Hàng đang nguyên mộc nha các bác. Nguyên mộc 100% này. Con là lòng lành. Độ dày của em nó là bao nhiêu nhỉ? Hiện tại là đang 21. Độ dày là 21cm. Chưa hoàn thiện. Đấy thì em Hồng sẽ đi tiếp theo là mặt dưới này. Mặt dưới là mặt rộng nhất nha các bác. Mặt rộng. Đây là mặt rất là rộng này. Đấy thì thông số và kích thước của cái mặt dưới như thế nào thì anh sẽ đo cụ thể luôn cho các bác xem này. Rộng gốc 2m60. 2m6 liền các bác ạ. Quá là rộng luôn. 2m6. Cái tấm mà hàng cật đẹp như thế này mà có chiều rộng những 2m6 thì quá là rộng rồi. Đoạn giữa này 2m45. Đoạn giữa là có chiều rộng là 2m45 các bác ạ. Đấy, 2m45 nhá. Quá là long lanh, hàng bên em mới nâng từ trên dàn máy xẻ xuống này. Quay luôn cho nó nóng các bác ạ. 2m53 là đoạn ngọn. Đấy. 2m53 là đoạn ngọn. Rất là rộng. Đấy thì hiện tại ở bên cơ sở hai bên em thì còn rất là nhiều mặt hàng. Đấy. Rất là nhiều mặt hàng luôn các bác ạ. Đấy, như cái tấm bên này em Hồng có quay giới thiệu đến toàn thể các bác ngày hôm qua rồi. Và đây là tấm tiếp theo của em nó. Tấm này còn rộng hơn nhiều. Đấy. Nên là bác nào có chim ưng em nó thì hãy nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của chúng em theo địa chỉ sau: cơ sở 2, đường tránh thành phố Cầu Sông Đào, thành phố Thanh Hóa. Bản Gỗ Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.